Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo Và ngày hôm nay mình sẽ giải quyết những cái vấn đề lỗi về phong chữ Mà các bạn hay gặp ở trên Photoshop Rồi, đầu tiên, à, mình biết các bạn sẽ coi này rất là nhiều Cho nên nhớ nhấn like, subscribe, nút đăng ký Và để không bỏ lỡ những cái video sau của mình nhé. Rồi, ok à, ở trong cái tuần vừa rồi Mình có post lên một cái câu hỏi ở Trên fanpage Hoàng Phúc Photo của mình đó à, Nhân tiện anh, anh em nào chưa like fanpage Thì vô fanpage Hoàng Phúc Photo nhé icon hình avatar này phải like, phải like, phải like cái phần pay nhé rồi thì mình có nhận được rất là nhiều cái phản hồi của anh em về những cái lỗi mà mọi người thường gặp à, mình check thì đa phần là do các bạn tải quá nhiều phông chữ này à, một phần nữa là nhấn phông chữ đẹp thì lại không có việt hóa à, kiểu thế và phông các bạn gõ xong cái tự nhiên bị lỗi ô vuông xong rồi cái khi các bạn gõ chữ thì tự nhiên một số cái có dấu nhưng mà một số cái thì tự nhiên nó lại đổi sang một cái phong khác à, Thì mình sẽ giải quyết tất cả trong ngày hôm, hồi ngày hôm nay ha Thì bây giờ mình sẽ mở một cái file mới Thì ví dụ mình sẽ đặt cái Tạo một cái thư mục mới ha à, Thư mục này thì mình sẽ để Gọi là đơn giản 2018-2018 thôi Bình thường thôi Rồi À, bây giờ lỗi đầu tiên là cái lỗi mà nó bị uh, gọi là bị sai uh, sai phong đi ha? ví dụ sai phong hay gọi nhất là phong tiếng việt không có có nghĩa là các bạn gõ phong tiếng việt không được ha? thì lý do tại sao chúng ta lại không gõ được tiếng việt thì đây mình sẽ phải nói rõ cho anh em biết là không phải phong nào cũng có thể hỗ trợ tiếng việt ví dụ như là mình ghi chữ nguyễn hoàng phúc đi À không mình ghi chữ hãy à, đăng ký kênh của mình nha à, rồi ok đây là chữ đang là chữ trắng này mình sẽ đổi nó sang chữ đen cho anh em dễ nhìn à, mình sẽ để đây ha hãy đăng ký kênh của mình nha chứ phải nha à, ok có mỗi cái lỗi sai chính tả thôi thì à, mình không hướng dẫn sửa được còn lỗi về chữ là được hết nha rồi ở đây cái phong chữ của mình đang có là cái phong này hãy đăng ký kênh của mình nha ha nhấn nút đăng ký miễn phí mà rồi <laughs> gọi là tranh thủ quá nhỉ thì đây ví dụ như là mình chọn đại một cái phong thì các bạn sẽ thấy đó thì các bạn sẽ thấy là những cái một số cái chữ à, một số cái chữ ví dụ như là chữ đăng này nó mất này là dấu á và chữ ủa chữ u u hỏi á, ủ, u hỏi ủ ha, thì nó mất. Rồi ví dụ một số cái phong khác nữa, nó cũng không hỗ trợ tiếng Việt thì đó thì nó sẽ ra cái dấu u vuông như thế này. Nhưng mà các bạn để ý tại sao lại có những cái uh, có những cái vẫn có dấu ví dụ như là vẫn có dấu hỏi nè, vẫn có dấu hỏi nè, vẫn có dấu mũ nè kiểu thế thì tại sao nó lại như vậy ha? Rồi ví dụ như là một số cái phong nữa mình sẽ tìm coi cái phong nào mà kiểu đang gõ xong cái nó bị bay sang cái phong khác thì nói chung thì nó cũng ở ở cùng một cái vấn đề thôi đó là cái phong của các bạn nó không hỗ trợ tiếng việt ha kể cả cái phong mà các bạn đang ví dụ như là gõ à, kiểu lỗi phong á, ví dụ như là chữ nhân chữ, nhìn, của mình đi thì khi chữ, mình ghi chữ ghi chữ cờ chữ u xong gỡ dấu hỏi cái thì tự nhiên cái cái phong của chữ u dấu hỏi đó thì nhưng nó đổi sang một cái phong khác ha thì đó là do cái phong đó bản thân cái phong đó nó không hỗ trợ tiếng việt các bạn để ý giúp mình nè ở trong một cái bộ phong á thì nó không phải cái phong nào nó cũng có những cái bộ uh, dấu ha bộ dấu uh, và đây mình có thể mở cái bảng gip này lên cho các bạn sẽ thấy đó thì những cái phong có hỗ trợ tiếng việt á, thì đa phần nó sẽ rất là đầy đủ nó có những cái phong đó nó, nó có những cái dấu mũ nó có những cái dấu uh, đại khái của tất cả cái dấu mà mà, à, à, ớ, à ha, thì thì cái phông đó nó sẽ hỗ trợ tiếng Việt ha thì còn lại những cái phông khác ví dụ như là ở đây một vài cái phông tại sao có vẫn có dấu sắc, đa phần là dấu sắc dấu huyền là có thì lý do là ở dấu sắc dấu huyền á, có thể những ngôn ngữ khác có và cái phông đó làm cho ngôn ngữ đó ví dụ như là chữ tiếng Pháp đi một số nó vẫn có cái ví dụ chữ orange chẳng hạn như vậy thì nó vẫn có dấu sắc ở đó ha thì cái phông đó hỗ trợ cho tiếng Pháp <laughs> nó, nó vô tình nó trùng là dấu sắc của mình thôi tại vì một phần mình ảnh hưởng cái ngôn ngữ Việt Nam ảnh hưởng ở tiếng Pháp mà thì cái phông đó nó không hỗ trợ thôi thì đại đại khái giúp mình cái cách để xử lý cái vấn đề đó là các bạn sẽ phải sử dụng những cái bộ phông có hỗ trợ tiếng Việt ha và làm sao để các bạn biết được là phong nào có hỗ trợ tiếng việt thì đơn giản là chúng ta sẽ phải nghe theo cái người share thôi ví dụ như là mình đi thì mình có share cho các bạn nguyên một bộ phong tất cả những cái phong có hỗ trợ tiếng việt mà mình đang có ở trong máy bao gồm bộ phong của icel nè bộ phong SFO, bộ phong đó svn rồi UTM rồi đó, rất là nhiều bộ phong ha thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn À, gõ tiếng Việt được, ha? gõ tiếng Việt, gõ dấu thoải mái được, ha. Rồi, thì đó là cái cách để chúng ta xử lý cái vấn đề đó, ha. Thì um, tiện đây luôn, à, mình nói luôn á là bộ phông Vini, bộ phông Vini này thì nó sử dụng cái cái bộ gõ là Vini Window thì nó rất là cũ rồi, nó rất là cũ rồi, thì hãy giúp mình bỏ đi ha cho bộ phong vini này nó 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 trôn nó đi ha trôn bộ phong vini đi mình chỉ để ở đây bởi vì mình làm nghề và có rất là nhiều người gửi file có thể có cái bộ phong vini thì mình có sẵn để mình sử dụng được còn nhưng mà nếu như là file mình tự thiết kế hoặc là file các bạn tự thiết kế thì giúp mình đừng xài phong Vini kể cả khi nó đẹp bởi vì á nó nó cũ và mình ở ở trên cái um, đối với những cái người mà thiết kế phong á hoặc là những người thiết kế các bạn có thể biết về những cái à, về kerning này, về những cái khoảng đại khái là những cái khoảng cách và những cái thiết kế dấu của nó nó không đẹp ha, nó không đẹp, nó lệch và những cái chữ của nó thiết kế nó những cái khoảng cách nó không có đồng đều nhau, thành ra nó sẽ không có đẹp ha. Thì các bạn có thể coi cái link à, tải cái bộ phong mà mình gửi cho các bạn ở dưới um, description phần mô tả hoặc là dưới phần comment game á mình gửi cho các bạn cái bộ phong đó các bạn thả tải về và nhiều đó là các bạn đủ dùng rồi không cần phải cài thêm bởi vì nó sẽ có rất là nhiều đủ style hết cho các bạn luôn và mình nghĩ là nhiều đó là quá đủ kể cả đối với bản thân mình mình đang sử dụng bộ phong như vậy mình cũng cảm thấy không có gì gọi là thiếu thốn cả ha và tất cả các phong mà mình gửi cho các bạn là bộ phông uh, sử dụng bảng mã là unicode ha các bạn có thể gõ tele hoặc vini cũng được mình thì mình thích gõ vini ha rồi rồi, thì đó là cái lỗi đầu tiên là cái lỗi không hỗ trợ tiếng Việt ha. Thì đơn giản mình giải thích đó là do cái phong đó nó không có những cái ký tự uh, dấu sắc, dấu ngã, dấu huyền để phục vụ cho tiếng Việt thôi ha. Và các bạn có thể tải cái link mình đưa rồi ha. Rồi, tiếp theo nữa là cái lỗi là nó nó có một cái chữ có cái dòng chữ gọi là dòng chữ lorem ipsum. <laughs> thì dòng chữ lorem ipsum đây các bạn có thể vào phần vào edit chọn preference ở dưới ha. Đây các bạn vào ở trong 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 uh, mình đang sử dụng MacBook thì nó sẽ là ở trong cái Photoshop preference. Còn các bạn uh, sử dụng Windows thì nó sẽ nằm trong Edit, chọn là preference ở dưới này ha. Và các bạn chọn là Type. Rồi, ở trong cái bảng mã này nếu như uh, các bạn sử dụng uh, uh, nếu như các bạn sử dụng mười uh, 2018 trở lên Photoshop á thì nó sẽ có cái dòng là Fill new type layer with placeholder text ha thì đây nó chính là cái dòng lorem ipsum của mình khi các bạn click đây ví dụ như là mình gõ cái thì tự nhiên nó hiện ra cái chữ lorem ipsum này hoặc là các bạn gọi tạo ra một cái đó tạo ra một cái paragraph nó cũng tạo ra một cái lorem ipsum ha thì cái này là một cái gọi là cái chữ placeholder để gọi là demo cho các bạn trước khi các bạn gõ ha thì đôi lúc đối với thiết kế thì khi mà mình 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 bí quá thì mình chèn cái chữ này vô thì ok nhưng mà đa phần chúng ta không có thiết kế thành ra là mình gõ cái gì là mình biết mình cần gõ gì rồi thành ra là chúng ta sẽ tắt cái 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 type placeholder đó đi để chúng ta không có bị vướng cái chữ lorem ipsum ha rồi thì là cái lỗi um, lỗi lỗi tiếp theo là cái lỗi placeholder ha rồi lỗi tiếp theo nữa là cái lỗi về độ nét của chữ ha đây thì mặc định đa phần um, chúng ta là có sẵn cái này rồi nhưng mà có thể vô tình các bạn click vào cái điều chỉnh đây khi bạn chọn là type tool á đây các bạn chọn là horizontal type tool nhé uh, vô tình các bạn để cái này là nâng thì bây giờ khi các bạn gõ một cái chữ ví dụ như là uh, đăng ký kênh đó này gọi là đây lỗi đây anh em đó các bạn thể thấy là cái chữ chữ đăng ký này thì cái phông d á ng này nó là một cái phông khác ha và những cái ở phía sau đó lại là phông khác thì đó là do lỗi phông do phông cái phông mình đang sử dụng là geometry gì 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 đó đây nó không có hỗ trợ tiếng việt đó thì bây giờ mình sẽ đổi sang một cái phông hỗ trợ tiếng việt ví dụ như là đó đăng ký kênh à, năn nỉ anh em lắm rồi đó thì <laughs> rồi có thể để ý là cái nét của chúng ta cái nét chữ này nó rất là vỡ 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 đó thì đó là lý do là bởi vì chúng ta đang chọn là cái à, cái um, hiệu ứng của cái phong á mình không nhớ rõ là cái này nó tên là cái gì Nhưng mà đây Các bạn có thể click ở đây và chọn là Sharp, chọn Script cũng được Ví dụ như là đa phần mình chọn là Script đó Thì các bạn sẽ thấy là cái nét của chúng ta nó sẽ đẹp hẳn lại đây ví dụ như là nền này Đó, thì nó sẽ ra những cái hiệu ứng kiểu như vậy Đa phần mình chọn là script hoặc là strong hoặc là cái gì đó tùy các bạn ha các bạn cảm thấy cái nào cảm thấy đẹp thôi cái này là ý kiến cá nhân ha à, ok rồi thông thường mình để script rồi thì đó là cái lỗi tiếp theo ha à, cái lỗi tiếp theo nữa là các bạn không hiểu được là tại sao mình để chữ rất là bự rồi nhưng mà cái không biết làm sao mà cái 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 chữ nó quá lớn thì lý do ở đây ví dụ như là đa phần các bạn để vô tình các bạn hay cái kiểu là nhất là các bạn mới chúng ta chưa biết chúng ta tạo file như thế nào thì các bạn hay để cái new document các bạn để kích thước cực kỳ bự ví dụ như là để 10.000 nhân cho 5.000 chẳng hạn như vậy và nó rất là bự xong rồi cả pixel trên in này cũng bự nữa đó và lúc đó các bạn khi các bạn click ở đây các bạn để 72 và các bạn thấy là ờ ừ, sao nó bé tí xíu đây thì đó là lý do là bởi vì size này là size 72 pixel và các bạn như nãy các mình các bạn thấy ở đó mình đa phần nãy nãy mình xét là 10.000 nhân 5.000 pixel lận thành ra cái 72 pixel nó là quá nhỏ như kiểu con kiến nằm ở trong cái tờ giấy. Đó. Thì thành ra nó không nhìn thấy chữ, thành ra ở đây các bạn sẽ cần phải chọn một cái size uh, chọn một cái size của cái 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 kích um, thước hình của chúng ta đó nó vừa đủ thôi. Ví dụ như là để các bạn post uh, Facebook đi thì chúng ta chỉ cần để 2048 nhân bao nhiêu đó thôi ví dụ 2048 nhân 1024 chẳng hạn như vậy đó à, cạnh dài 2048 là để lưu Facebook đó ha rồi thì ở đây các bạn có thể thấy là 72 cũng không phải là nhỏ ha đây 72 đó chúng ta vừa đủ mắt nhìn và các bạn có thể tăng cái size này lên ha rồi, ok ha. Thì đó là một số cái lỗi, ví dụ như là những cái lỗi khác nữa về vấn đề bị thay đổi gì đó. ha Thì thay đổi cái định dạng của nó. Ví dụ như là tự nhiên các bạn đang không bật cáp lóc mà thấy các bạn gõ chữ nào nó cũng ra cắp lóc cả. Thì các bạn phải vào Windows, chọn là Character. ha Windows Character. Và ở trong cái panel Character này nó sẽ giúp các bạn điều chỉnh tất cả mọi thứ về uh, text, ha về chữ đó. ha Ví dụ như là ở cái khoảng cách dòng này khoảng cách dòng khoảng cách chữ này đây, ví dụ như là khoảng cách nó bị giãn chữ ra như vậy này đó xong rồi giãn uh, chữ ra ha xong rồi uh, ví dụ như là bị tự nhiên bị nghiêng này đó thì nó là do cái dấu chữ t ở đây à, tự nhiên bị uh, đó tự nhiên bị <laughs> tự nhiên bị um, đó, phóng tự nhiên bị thành cáp lóc đó ha thì tất nhiên là không có cái gì là tự nhiên cả mà bởi vì chúng ta điều chỉnh ở trong này thôi <laughs> thì đó là cái cách để ta xử lý những cái lỗi về phong thì mình hy vọng rằng là qua cái video này mình sẽ hỗ trợ để anh em cũng ít nhiều về vấn đề phông bởi vì mình thấy đa phần anh em sử dụng photoshop về tương tác chúng ta tương tác với phong cũng khá là nhiều ha thì đa phần những cái lỗi nó hay nằm như vậy đó thì nếu như các bạn thích video này hãy nhấn like subscribe và comment ở phía dưới cho mình biết á, là các bạn gặp những vấn đề gì về Photoshop và mà có cần mình hỗ trợ hay không thì hãy comment phía dưới nhé và có thể tương tác với fanpage của mình nữa à, nhớ like subscribe và nhấn đăng ký lần à, đây là thứ mới mình nhờ các bạn nhấn đăng ký kênh này nhá miễn phí mà nhờ các bạn ạ rồi ok ha thì ở phía dưới này mình có rất là nhiều video khác miễn phí về Photoshop về Lightroom về những cái phần mềm à, thì hãy click vô để coi nhé và bye bye các bạn mình hẹn gặp lại các bạn vào video sau mình hạnh phúc từ Hoàng Phúc Photo